Hồi Hiện Tiên xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên. Đó. Em đem hoa giùm cắp trước ạ. Dành qua thì cắm cho nó nhanh lên. Đợi người ta xong cái bàn qua mình chưa xong. Chịu nổi không? Chứ bình thường là em cắm á. Thôi em buồn đây luôn. Cái bình cái thắt thứ 20 mới xong lễ tiễn đưa ông vua về xuống giặc. Quá dữ, quá dữ. Ồ. Áo này bị la. Đừng kỳ cho cao. Cao cao đi. Gì vậy? Người mãi mãi trong lòng khán giả. Áo đẹp ấy. Có nào bạn không? Tôi quá là tặng không? Sợ áo ra tặng luôn rồi được không? Ok. Ok để chặn cái gì? Thôi giỡn vào thôi. Tại áo này có hình vũ linh định nên định hỏi có không định đem về một cái luôn. Ủa ai đó? Dạ. Cái nữa hả? Hết rồi. Anh ca sĩ quá vậy? Đây phải ca sĩ cũng phải nghệ sĩ. Ca sĩ em hỏi anh phải ca sĩ không chứ không phải nghệ sĩ. Không, không, không. Ca sĩ. Ca sĩ hả? Không phải ca sĩ. Đang cúng cơm của chú anh chị bữa nay là có chân dài đồ đó. Ờ dạ. Nha, đưa nó qua. Có tiền thì mua chứ. Có tiền mua hả? Ừ. Trời ơi, chi phải mang giày đại tướng tưởng đâu trong công an chắc ra chứ. Đổi cho mình nha. Đổi đâu, đổi đâu. Rồi nên mình đại tướng nó cần. Ghê quá ghê. Giày cán bộ mà. Cán bộ hả? Cán bộ ở đâu vậy? Rồi dài này dài của cấp lớn đó, ship lớn. Dài này của cấp tá đó. Dài này chắc cũng của cụ chiến binh. Dài này chắc dài của cụ chiến binh đúng không? Cái này quay chức quyền lớn lắm mới mang được đôi giày này chứ. Này, này biết đâu không? Bệnh mới về phải không anh? Dạ thôi xin các chị đừng quay nữa. Trời ơi, giống cậu năm. Hồi nãy thì hỏi YouTube đâu hết rồi, chứ đừng quay nữa. Qua Đồng Nai mới qua đó. Đồng Nai đó, Đồng Nai cho lấy thôi xin chú cũng đừng hát nữa. Cái gì mà nói tôi giống cậu Năm, tôi không phải ông Năm đâu mà giống ông. À thì không có giống đúng rồi đó. Nào giống mà thấy hát kìa, thấy hát cái tội tội chứ sao giống cậu được. Cái gì? Sao giống cậu được. Học ngàn kiếp sau cũng chưa có người nào giống được như cậu hôm nay. Đúng. Ờ. Giống không? Mới vừa nói anh giống nằm bên. Cái phái này đúng không? Tôi đâu có nói tôi phái ổng. Rồi. Ổng phái ổng lên đây làm gì? Lên tại vì tôi lên đây hoài hoài. Khu này là khu của cậu Năm, không phái cậu vô đây làm gì? Đi cúng qua Tây Ninh về. Ok không? Khán giả lại là phái người ta mới lên, không phái sao lên? Thích thì đi à. Thích là đi chứ không phái đúng không? Mày anh lao vào kia. Ông vậy đâu rồi. Ngon. Ngon. Tưởng đâu anh đang về đại tướng đại tá là ông dám mời anh lao hoài hay sao? Chốt 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 khi đi có xin ai chưa? Cái gì? Uống thuốc gì chưa? Sáng giờ uống thuốc gì chưa? Cái thứ gì ạ? À, thứ gì là thứ gì thứ bảy bữa nay thứ năm không nói chuyện không chứ lời không nói chuyện để cho tao quay cơm nhảy qua một bên vô đây là ông ý kiến với cò nha có thằng hai mát ở đây là ông ý kiến với cò đây nha có hai mát là ông ý kiến rồi lên đưa con cậu lên chơi đường để đường để chị Long cắm hoa cái đã. Đợi cho chị Loan cắm hoa tí nghe quý vị. Đây là một cái mâm cơm của là chú mẹ, chú mượn đúng không? Mạnh cô chú anh chị. Có mà, giờ cũng đang cúng cơm cho cậu. Ở là đường Xô Viết Nghệ Tỉnh quý chú chị. Ngày của ai ở Sài Gòn? Chị Hoa cắm hoa. Chị cắm hoa. Anh có ghi sổ. Ở Xô Viết Nghệ Tỉnh hả anh? À, chị Hoa.
ở số 860/58/17 Xô Huyết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh. Quận Bình Thạnh. Giống như thu tiền góp quá vậy. Cô khách tầm lum vậy, giống như tiền góp quá vậy. Đừng nó giật lên này, Duy Minh thu tiền góp với ông nội. Không. Bữa nay không có giật như thu tiền góp, mà bữa nay ông anh Sài Gòn này lên rồi. Nghe tướng lạ hả? Và buổi trưa thì bây giờ là đang cúng cơm. Bây giờ là mang cơm lên cô chú anh chị của chị Cẩm Hoa ở Xô Huyết Nghệ Tĩnh, ở quận gì quên rồi ta. Ê, hồi nãy anh nói quận gì quên rồi. Cúng cơm là khán giả đến luôn kìa. Anh Minh, hồi nãy anh nói quận gì quên rồi. Bình Thạnh hả? Bình Thạnh. Mình đang có khán giả vào để viếng nè cô chú anh chị. Giờ này mấy anh em YouTube cũng cho chú. À, bây giờ mình khui nước ngọt ra đúng không? Đúng rồi, khui ra đổ vô cái ly á anh. Nóng quá nè. Khán giả đến. Mình cũng dùm chị nào ta, chị Cẩm Hoa, Cẩm Tướng gì đó. Chị Cẩm Hoa ở Xô Huyết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh. Dạ, 15 mốt Bình Dương, Thiện Tiên Vlog, Duy Minh Vlog. Duy Minh chưa chắc gì chị à, chừng chú kia nó cảm ơn em chừng nữa, tại chú 66 rồi. Mời mấy cô mấy chị mình uống trà đào nha. Bây giờ thì anh Minh đang chuẩn bị thắp hương để cúng cho chú này của chú anh chị. Mình siêu mẫu 2 giờ làm nè. Chứ đi làm đâu mặc đồ chú. Đi làm mà mặc đồ đồ chú mà cái áo nó như vậy. Em đi làm em không mặc đồ chú. Chú là chỉ có lên đây mới mặn thôi. Đúng rồi. Con lai cao dữ vậy. Con hả? Ừ. Con lai. Con cao quá trời cao luôn. Mẫu luôn á tự. Khán giả đến cô chú anh chị. Em mới sáng. Trang Quang Duy Bình Dương. Cũng như chúc mọi ngày chủ tú Du Linh, ông Tân Thành giỏi văn ngoan, có hấp dẫn cầu ở Công Trì. Cầm ba cây luôn. Dạ. Tám rồi mắt đi. Cầu ở Công Trì lên những ngày 14/2/2023. Hôm nay Duy Linh được sự trợ duyên của là chị Cẩm Hoa ở là đường Xô Huyết Nghệ Tĩnh, cũng một mong con trai chú rất là mời chú Vũ Linh ông vợ con ngoan về đây học tập và sao cũng cầu nguyện chú được giảng sanh về này được lạc và Chí Minh cũng không quên hồi hướng công đức cho chị gia đạo gia đình chị Cẩm Hoa ở đường Xô Huyết Nghệ Tĩnh. Rồi tới đây thì cái video của Hiền Tiên xin kết thúc. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành. Đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau nha.